Sau dầm tháng chạp, hai con giáp này đen như chó mực, tiền bạc đợi nó ra đi, phá sản, vỡ nợ. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ai trong chúng ta cũng đều mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp, mọi sự đều thành công, thuận buồm xuôi gió, đặc biệt là vào thời điểm cuối năm. Ai cũng mong cầu mình sẽ có một thành quả sau cả một năm cố gắng. Tuy nhiên, đâu phải ai mong cầu được như ý muốn, sẽ có những con giáp gặp nhiều may mắn và sẽ có những con giáp không tránh khỏi được đại hạn, tài vận bế tắc, kiếm tiền gian nan, có khả năng sẽ gặp phải những chuyện không như ý. Đặc biệt là trong 15 ngày cuối tháng 12 âm lịch sắp tới, sẽ có hai con giáp sẽ gặp khó khăn về công danh, sự nghiệp tụt dốc, tài lộc ảm đạm, cuộc sống lâm vào bế tắc. Nếu không biết nắm bắt và phòng tránh, có thể dẫn đến họa phá tài trong dịp cuối năm này. Để biết được đó cụ thể là những con giáp nào, những đại hạn nào sẽ xảy đến và cách hóa giải hạn, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng kênh Phong thủy Gia Cát đi tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Quý vị thân mến, vậy là chỉ còn một thời gian ngắn nữa là chúng ta sẽ bước sang một năm Tân Sửu 2021. Quãng thời gian ngắn ngủi nhưng lại vô cùng quan trọng. Thời điểm này, ai ai cũng cầu mong vận may sẽ đến với mình, có thể gặt hái được nhiều thành quả sau cả một năm cố gắng. Nhưng không phải ai cũng cầu được ước thấy, và tuổi Thìn cũng vậy. Bản mệnh phải giải quyết được nhiều vấn đề bất chợt xảy đến, đặc biệt là chịu sự tác động của cục diện Sửu Thìn tương phá. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp, cục diện tương phá đem lại nhiều phiền phức cho người tuổi Thìn trên phương diện sự nghiệp. Vì thế, thời điểm cuối năm, bận rộn như thế này, bạn cần hết sức tập trung vào nhiệm vụ mà mình đang làm, nếu không sẽ mắc sai sót, tạo cơ hội cho kẻ xấu bụng lợi dụng. Trong các mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên, bạn mệnh chú ý dĩ hòa vi quý, không nên chủ động tranh cãi, mâu thuẫn với người khác, khiến công việc càng trở nên rắc rối, phức tạp. Nếu có tranh chấp xảy ra, bạn cần bình tĩnh suy xét xem mình là người đúng hay sai để có cách cư xử cho đúng mực. Ngoài ra, trong thời điểm này, để đề phòng kẻ tiểu nhân phá hoại, bạn cần cảnh giác với những người đột nhiên thân thiện khi tiếp xúc với mình. Đồng thời, không nên hành xử nông nổi sẽ gây mất lòng với người khác. Nếu hạn chế va chạm với tiểu nhân thì công việc của bạn sẽ trở nên suôn sẻ hơn nhiều. Nguyên lệnh lâm suy còn cho thấy sẽ có một vài người rơi vào tình cảnh công việc bấp bênh, thiếu vững chắc. Thậm chí người trẻ tuổi còn có thể lạc mất phương hướng, đánh mất sự tự tin của mình. Bạn cần thời gian để nhìn lại những chuyện đã qua và rút ra kinh nghiệm cho mình, chớ nên vội vàng chạy theo bước chân của người khác, cũng như không cần quá để ý đến lời người khác bàn ra tán vào. Tuy nhiên, bạn cũng không nên quá bi quan vào hoàn cảnh hiện tại. Việc bạn cần làm bây giờ là tập trung, cố gắng hết sức mỗi khi bắt tay vào công việc. Thiên đức là cát tinh sẽ đem lại ít nhiều may mắn cho bạn. Nếu bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, bạn vẫn hoàn toàn có cơ hội được cấp trên tán thưởng, thậm chí tạo cơ hội để được thăng quan, tiến chức, gặt hái thành quả xứng đáng với công sức. Để đầu óc được minh mẫn và sáng suốt thì tuổi Thìn hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, từ đó sẽ giúp cho công việc hanh thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng sự hội tụ tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí và bình an cho bản mệnh. Thứ hai, về mặt tài lộc. Theo tử vi tháng 12 âm lịch của tuổi Thìn cho thấy, dưới sự ảnh hưởng của tương phá, tình hình tài chính của người tuổi Thìn không được tích cực trong khoảng thời gian sau rằm tháng chạp.
Trước khi nghĩ đến việc làm giàu, bạn cần tính đến việc giữ chặt số tiền mà mình đang sở hữu, chớ đưa ra những quyết định vội vàng, gây hao tài, tốn của, hối hận về sau. Trong quá trình hợp tác với người khác, bạn cần xác định rõ đối tượng hợp tác với mình là ai, có xứng đáng để tin tưởng hay không. Nếu không có lòng đề phòng người khác, bạn sẽ rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân, khiến công việc liên tiếp gặp trục trặc, thậm chí là đầu tư sai lầm, tổn thất về tài chính. Nguyên lệnh lâm suy còn cho thấy người trẻ tuổi không nên quá sốt sắng trong việc làm giàu. Muốn phát triển thì bạn nên đi theo hướng chậm mà chắc, chớ nên làm giàu một cách nhanh chóng sẽ đánh mất phương hướng ban đầu của mình, thậm chí còn vướng phải những rắc rối pháp luật. Ngoài ra, thời điểm cuối năm, một số người phải dành tiền cho việc tân trang nhà cửa, xây sửa mộ phần. Cần chú ý chi tiêu cho hợp lý, không nên xa hoa, lãng phí vào những vấn đề không thực sự cần thiết. Hãy quan tâm đến tính thực tế của công việc, chứ không phải là những thứ phù phiếm bên ngoài. Âm sát cũng khuyên bạn làm ăn phải trung thực, dựa trên sức của chính mình, chớ nên dở âm mưu, thủ đoạn gian trá, giảo hoạt để lừa gạt người khác, nếu không sẽ nhận hậu quả thích đáng. Trong quá trình lập kế hoạch, cũng nên căn cứ vào thực tại, không nên ảo tưởng viển vông, tự gây áp lực cho chính mình. Để kích hoạt tài lộc thì bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, thân, tí, thìn. Năng lực của tam hợp khí ở vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, giúp bạn hóa giải những thị phi, xua đuổi hung tinh và vận hạn, từ đó đem lại may mắn, tài lộc và chiêu mời quý nhân che chở, giúp đỡ bản mệnh phát triển sự nghiệp, việc làm ăn và kinh doanh trong những ngày sắp tới. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tình trạng sức khỏe của người tuổi Thìn không thực sự tích cực trong khoảng thời gian này. Do chịu tác động của cục diện nguyên lệnh lâm suy, bản mệnh thường xuyên cảm thấy sa sút, mệt mỏi, tinh thần bất an hay lo lắng, khiến cơ thể cũng trở nên thiếu sức sống, không muốn vận động. Thời điểm cuối năm là thời điểm bận rộn, bạn không nên làm việc quá sức của mình. Cho dù kết quả đạt được có không như ý thì bạn cũng nên suy nghĩ thoáng hơn, không nên để mọi tội lỗi lên đầu của bản thân, tự oán trách chính mình. Khi tâm trạng xuống dốc, bạn nên tâm sự với những người mình tin tưởng hoặc tham gia vào các hoạt động tập thể, thể dục, thể thao để chuyển hướng suy nghĩ, không nên sống một mình trong thế giới riêng. Nếu cơ thể cảm thấy mệt mỏi kéo dài thì nên sắp xếp thời gian đi khám, không nên cố gắng chịu đựng, kéo dẫn đến hậu quả khôn lường. Ngoài ra, trong thời điểm này, người tuổi Thìn nên mang theo bên mình vòng tam giác khai vận, năng lực tam hợp khí ở vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi những hung tinh, vận hạn và mang lại bình an, sức khỏe. Quý vị thân mến, trong thời điểm sau rằm tháng chạp, không chỉ có riêng tuổi Thìn gặp đen đuổi mà còn có tuổi Mão. Cuối năm không phải là một thời điểm dễ dàng đối với những người tuổi Mão trên nhiều phương diện. Bản mệnh cần phải chuẩn bị tinh thần đối diện với những điều không mong muốn, đặc biệt là khi bắt tay vào công việc thì không nên lơ là, chảy mảng, tránh những sai lầm không đáng có. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp. Thời điểm sau rằm tháng chạp, người tuổi Mão phải cố đối diện với nhiều vấn đề không như ý xảy ra trong công việc của mình. Sau đó, bạn cần chuẩn bị tâm lý vững vàng, luôn bình tĩnh, suy nghĩ tích cực khi giải quyết vấn đề, tránh để những hành động nông nổi, nóng vội của mình gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh cá nhân, để kẻ tiểu nhân thừa cơ lợi dụng. Khuyên bạn nên tránh những mối liên quan quá mật thiết với quan lại trong chính quyền, nhất là với những người xấu bụng, tránh để các mối quan hệ này gây ảnh hưởng đến sự phát triển của mình trong tương lai. Nếu muốn vươn lên vị trí cao hơn, bạn nên cố gắng dựa vào sức của chính mình, chứ không nên phụ thuộc vào người khác như vậy. Thiên cầu hung tinh cũng cảnh báo bạn chớ nên nảy sinh tranh chấp với cấp trên của mình. Dù còn nóng nảy đến mấy thì bạn cũng nên kiềm chế bản tính của mình. Muốn thảo luận đi đến kết quả tốt đẹp thì song phương đều cần phải bình tĩnh, trình bày vấn đề rõ ràng, mạch lạc, đồng thời thiện chí lắng nghe ý kiến của người khác. Do vậy, còn có thấy một số người phải bôn ba vất vả trong thời điểm cuối năm, tuy nhiên kết quả chưa chắc đã được như ý muốn. Bạn chớ nên thất vọng, buồn rầu, hãy nhìn vào những mặt tích cực của vấn đề để tiếp tục cố gắng. Còn nếu bỏ cuộc thì bạn sẽ hoàn toàn chẳng thu được gì, chẳng nhận được gì. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên chú trọng phát triển các mối quan hệ xã giao của mình, không nên sống một mình trong thế giới cá nhân. Mối quan hệ rộng rãi sẽ có nhiều tác động giúp bạn đối diện với khó khăn và thách thức. Tà phù cho thấy có thể khi bạn gặp nhiều điều không như ý muốn, có quý nhân xuất hiện sẽ giúp bạn xác định được đường đi, nước bước để vượt qua khó khăn, thậm chí là chuyển bại thành thắng. Để đầu óc được minh mẫn và sáng suốt,
tuổi Mão hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, từ đó sẽ giúp cho công việc hanh thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt, vật phẩm sẽ được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng sự hội tụ những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cách khí và bình an cho bản mệnh. Thứ hai, về mặt tài lộc. Cuối năm nhưng tình hình tài chính của người tuổi Mão không được như ý muốn, thậm chí bạn còn phải dùng tiền của bản thân để giải quyết những khó khăn trước mắt cho êm đẹp. Người làm công ăn lương nên cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, chớ nên lơ đãng gây ra sai lầm đáng tiếc. Nếu mắc phải sai lầm, có thể bạn sẽ bị trừ lương, trừ thưởng, gây ảnh hưởng lớn đến túi tiền của mình. Còn nếu vẫn muốn cố gắng làm việc, hạn chế được sai sót thì tà phù vẫn giúp bạn đạt được thành quả mà bạn xứng đáng được hưởng. Người làm ăn kinh doanh nên cố gắng làm việc dựa vào sức của mình, không dính líu đến những mối làm ăn bất chính, kẻo mọi việc đổ bể, bạn sẽ nhanh chóng rơi vào cảnh cháy túi. Thời điểm này, tránh đưa ra những quyết định đầu tư quan trọng. Nguyên lệnh lâm bệnh cho thấy tình hình mệt mỏi, thiếu tập trung sẽ khiến bạn đưa ra những quyết sách thiếu chính xác, không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn ảnh hưởng đến cả tập thể. Tình trạng sức khỏe xuống dốc cũng khiến bạn tốn thêm một khoản tiền kha khá để chạy chữa. Bạn cần phải có cách chi tiêu hợp lý, tiết kiệm để dự phòng tiền cho những trường hợp bất khuất như ốm đau, thuốc men. Để kích hoạt tài lộc thì bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, hợi, mão, mùi. Năng lực của tam hợp khí ở vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, giúp bạn hóa giải thị phi, xua đuổi những hung tinh và vận hạn, từ đó đem lại may mắn, tài lộc và chiều, mời quý nhân che chở, giúp đỡ bản mệnh phát triển sự nghiệp. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có thêm được những thông tin hữu ích. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ. Mọi người đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới của kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!